giá cuối năm cho siêu phẩm tranh đồng hồ gỗ hương, trang hoàng nhà cửa đón xuân về, mua 1 được 2, mà giá hôm nay em bật mí là chỉ chưa tới 1 triệu đồng, chỉ hôm nay thì mới có mức giá ưu đãi như vậy thôi ạ. Mình vừa có đồng hồ, lại vừa có một bức tranh mang ý nghĩa phong thủy, vô cùng tốt trong nhà, mua ngay cho em làm quà tặng, quà biếu thì cực kỳ là ý nghĩa luôn đấy ạ. Để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất thì anh chị để lại cho em số điện thoại, có số điện thoại em liên hệ tư vấn cho mình ngay ạ. Mẫu đầu tiên em lên cho anh chị em mình là mẫu chữ phúc. Chọn quà Tết thì anh chị cứ mẫu tranh chữ phúc này cho em. Phúc đầy nhà năm thêm giàu có, phúc ngập tràn ngày một vinh hoa, treo tranh ở nhà để cầu phúc quanh năm, công danh thì thăng tiến xuân sẻ, gia đình hòa thuận, đem đi tặng thì nó như là một lời chúc cực kỳ ý nghĩa cho gia chủ luôn đấy ạ. Hàng chính hãng của Hương Đình có chất liệu gỗ hương đỏ liền tấm nên là hơi nặng một chút anh chị nhé, nhưng bù lại chất lượng sẽ rất là bền cho mình luôn. Dùng đến vài chục năm là chuyện bình thường. Chiều cao cho em là 41 và chiều dài sẽ là 81, dày 3 cm, kích thước rất vừa phải cho mình luôn, không bị quá to cũng không bị quá nhỏ. Mình đặt hàng thì để lại ngay cho em số điện thoại, có số điện thoại là em nhận đơn cho mình luôn ạ. Mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng, đẹp, chuẩn hàng chính hãng của Hương Đình thì mình mới nhận hàng giúp em anh chị nhé. Lỗi vận chuyển hay lỗi do nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi mới cho mình 100%. Mua hàng ở Hương Đình thì lúc nào cũng an tâm luôn ạ. Để lại giúp em số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công anh chị nhá. Em chuyển luôn cho tất cả các anh chị em mình mã số 02. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau. Trồng cây hạnh để chơi đôi 3 năm, nhưng mà trồng cây đạo đức thì không những là để chơi cả đời mà còn để lại mai sau cho con cháu được hưởng quả thơm và trái ngọt. Toàn bộ họa tiết thì sẽ đều được chạm khắc trực tiếp lên trên mặt gỗ, thiếp vàng 24K Đài Loan, cực kỳ sáng bóng và được làm thủ công nên là không bao giờ sợ bóng chóc đâu ạ. Mã tiếp theo thì em nghĩ mọi người đã rất là quen thuộc rồi, mã số 04, mã đào thành công. Anh chị để lại giúp em là 04 kèm số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Hình ảnh bát mã này, 8 chú ngựa đang căng mình lao về phía trước, mang về tiền tài, may mắn cho gia chủ. Tranh mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ là tốt luôn, và người làm kinh doanh thì đặc biệt là thích mã này luôn nha. Nên là mua tặng sếp này, đồng nghiệp thì lấy mẫu này cho em. Phía sau thì cũng sẽ có những cái phần móc treo cực kỳ tiện lợi và dễ dàng cho mình nha. Em nhắc lại là sản phẩm chính hãng của Hương Đình sẽ được bảo hành về gỗ 20 năm, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán, một đổi một trong vòng 1 tuần nếu có lỗi do nhà sản xuất. Đúng, đẹp, chuẩn như quảng cáo thì chúng ta mới nhận hàng. Giá hôm nay thì chỉ chưa tới 1 triệu đồng thôi, cuối năm nên là bên em mới có mức giá này thôi ạ. Quá là hời luôn, mua một lần dùng trọn đời, ngại gì mà không mua. Để lại cho em số điện thoại dưới video này anh chị nhé, có số điện thoại là có đơn hàng thành công.